Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối nay, ngày 20 tháng 6 năm 2021 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày 20 tháng 6, toàn bộ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương được lực lượng chức năng phong tỏa để khoanh vùng, sàng lọc, truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Theo ghi nhận, đúng 0 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đưa rào chắn, dựng nhà bạt và chuyển các phương tiện dụng cụ cần thiết đến các chốt phong tỏa trên các tuyến đường dẫn vào phường Tân Phước Khánh. Đây là một trong những chốt phong tỏa vào phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo ghi nhận thì đến sáng nay 20 tháng 6, tất cả các tuyến đường vào phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên đều được các lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt. Mặc dù được thông báo từ trước nhưng mà rất nhiều người dân vẫn bỡ ngỡ trước việc này. Một số người dân xin lực lượng chức năng ra ngoài để đi làm nhưng mà đều không được đồng ý. Việc phong tỏa này là để khoanh vùng, truy vết, sàng lọc để xét nghiệm những người dân có liên quan đến các ca dương tính COVID-19. Theo nhận định của chính quyền địa phương thì ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh đang diễn biến hết sức phức tạp và có nguy cơ lây lan nhanh. Lãnh đạo thị xã Tân Uyên cho biết đang xin ý kiến của Sở Y tế để xét nghiệm cho khoảng 50.000 dân tại phường Tân Phước Khánh. Đến nay, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 9.000 người. Hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết, 15 giờ 10 phút ngày 20 tháng 6, lô vaccine phòng chống COVID-19 gồm 500.000 liều do Trung Quốc viện trợ đã được hãng vận chuyển an toàn từ Bắc Kinh về Hà Nội. Ngoài vaccine, chuyến bay còn chở theo hơn 2 tấn vật tư tiêm chủng. Để vận chuyển lô vaccine này về nước, hãng đã bố trí một máy bay thân rộng lớn nhất của hãng là Boeing 787. Đại diện hãng thông tin, chuyến bay chỉ chở hàng không có hành khách, nhưng toàn bộ phi hành đoàn sang Trung Quốc đều được trang bị bảo hộ y tế toàn thân trong suốt hành trình. Sau khi về Việt Nam, tổ bay được kiểm tra sức khỏe, cách ly theo quy định và máy bay được phun khử khuẩn. Dự kiến 500.000 liều vaccine này sẽ được tiêm cho 3 nhóm đối tượng, gồm công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại Trung Quốc, người dân có nhu cầu sử dụng vaccine này, đặc biệt ở các địa phương sát biên giới với Trung Quốc. Trưa ngày 20 tháng 6, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo có thêm 2 ca COVID-19 tử vong. Bệnh nhân thứ nhất là bệnh nhân 4391, là nam 53 tuổi, sống tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Bệnh nhân bị ung thư đã 9 lần hóa trị. Khi đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều thì bệnh nhân mắc COVID-19. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nơi tiếp nhận khi bệnh nhân mắc COVID-19, bác sĩ điều trị chống viêm, điều chỉnh rối loạn đông máu và kháng sinh, dinh dưỡng hỗ trợ. Tuy nhiên, tình trạng tổn thương phổi tiến triển tăng dần, bệnh nhân suy hô hấp phải tiến hành đặt ống nội khí quản thở máy ngày 31 tháng 5. Bệnh nhân tử vong hồi sáng ngày 19 tháng 6 với chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS, COVID-19 trên bệnh nhân mắc uliform, tăng huyết áp, suy thận. Ca tử vong khác là bệnh nhân 6043, là bệnh nhân nam 80 tuổi, địa chỉ tại Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Bệnh nhân này bị tăng huyết áp nhiều năm, suy thận độ 2 và hen phế quản điều trị thường xuyên. Ngày 21 tháng 5, bệnh nhân xuất hiện ho và sốt nhẹ. Ngày 25 tháng 4, được chẩn đoán mắc COVID-19 và nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị một ngày, sau đó được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân phải can thiệp đặt ống nội khí quản, thở máy ngày 29 tháng 5 và tiếp đến phải can thiệp ECMO, lọc máu hấp thụ cytokine. Tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu, mắc nhiều bệnh lý nền nặng, bệnh nhân không đáp ứng điều trị, suy đa tạng ngày một nặng. Bệnh nhân tử vong hồi 18 giờ 42 phút ngày 19 tháng 6 do suy đa tạng viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân suy thận, tăng huyết áp, suy tim, hen phế quản. Đây là 2 ca tử vong thứ 65 và 66 trên cả nước có liên quan đến COVID-19. Trên đường số 59 chợ Thạch Đà, lực lượng chức năng tiến hành phát loa tuyên truyền, thông báo yêu cầu giải tán chợ tự phát, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, đồng thời nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Hai bên vỉa hè cũng được căng dây giới hạn, hướng dẫn người dân chấp hành quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Sợ chứ, tụi em chỉ bằng cách là như đeo tay, bịt khẩu trang, đeo kiếng là hết sức có thể. Rồi hạn chế nói chuyện tiếp xúc với khách hàng thôi, chứ còn thật sự là miếng cơm manh áo mình vẫn phải làm, tại bây giờ mình không biết dịch bao giờ hết. Cứ như bây giờ dịch kêu là 2 tháng hết, tụi em sẵn sàng ở nhà 2 tháng, ăn rau ăn muối thì cũng được. Đó. Nhưng bây giờ mình dịch mình không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng hết được.
cho nên tụi em vẫn phải sống chung với lũ. Mà nếu bây giờ cái nghị định của nhà nước đưa ra, của thành phố đưa ra phải đóng cửa, tụi em vẫn chấp nhận và ủng hộ nhà nước và mình phải cùng chung tay. Nhưng mà với điều kiện nó cho tụi em biết trước một ngày để tụi em không lấy hàng nữa. Tụi em bán trong cái ngày hôm nay để tụi em đẩy hết cái hàng hôm nay lỡ lấy về rồi. Và từ ngày mai đi có thể là tụi em sẽ để nghỉ trong vòng, ví dụ như giãn cách 15 ngày tụi em có thể nghỉ 15 ngày sau. Nếu như mà tình hình dịch nó ổn mà bên xã hội cho bán thì tụi em sẽ bán lại, còn không thì tụi em sẽ nghỉ dài dài. Cái quan trọng là tụi em chỉ muốn đẩy cái hàng mà mình chốt lấy về rồi đi thôi. Trước đó, chiều ngày 19 tháng 6, UBND TP.HCM đã ban hành chỉ thị 10 với 6 điểm mới trong công tác phòng chống dịch. Một trong số đó là yêu cầu giải tán chợ tự phát. Động thái này buộc phải thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, còn nhiều khả năng lây nhiễm trong cộng đồng chưa được kiểm soát hết. Do đó, các quận huyện trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt triển khai lực lượng, dứt điểm xử lý các chợ tự phát trong ngày hôm nay 20 tháng 6. Ngay từ khi dịch bùng phát và trước đó nữa thì công tác quản lý trật tự đô thị nói chung và quản lý tại các cái hoạt động kinh doanh tự phát là phường cũng đã tập trung. Đối với cụ thể ở đây là ở đường số 59 thì phường thường xuyên tổ chức lực lượng để kiểm tra xử lý các vi phạm. Và thực hiện chỉ thị 10 ngày 19 tháng 6 của thành phố đó, thì đây là một cái cơ hội, là một cái điều kiện, bởi vì là các cái hoạt động của các chợ tự phát này nó cũng tương đối phổ biến, và nay thì toàn thành phố cho dừng các cái chợ tự phát này thì nó là một cái điều kiện thuận lợi để cho phường tiếp tục tăng cường các cái biện pháp để yêu cầu đóng cửa. Nếu như các cái trường hợp mà không tự giác, không chấp hành, cố ý mở cửa thì phường sẽ xử lý ở hai góc độ. Thứ nhất là các cái quy định về việc đóng cửa trong cái mùa dịch này. Thứ hai là cái việc tụ tập đông người. Đó, phường sẽ triển khai tập trung ở hai cái hình thức xử phạt này. Ủy ban nhân dân phường 14 cũng yêu cầu người dân không mua hàng tại các điểm kinh doanh không cố định, lấn chiếm lòng lề đường, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, giữ khoảng cách 2m, không tụ tập để bảo vệ mình, gia đình và xã hội. Khuyến khích mua hàng trực tuyến bằng hình thức chuyển khoản, mua thực phẩm đủ dùng cho 3 đến 4 ngày để hạn chế ra vào chợ nhiều lần. Sáng ngày 20 tháng 6, khoảng 200 người thuộc các tổ COVID-19 cộng đồng quận Bình Thạnh đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đây là chiến dịch thí điểm để chuẩn bị cho việc mở 4 điểm tiêm vaccine với quy mô khoảng 8.000 mũi trên một ngày tại quận Bình Thạnh. Ghi nhận vào khoảng 8 giờ sáng, nhiều người đã tập trung tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh để chờ tiêm vaccine. Người được tiêm sẽ phải khai báo y tế trước khi vào khu vực chờ đến lượt. Sau đó, các nhân viên y tế sẽ chịu trách nhiệm đo thân nhiệt, kiểm tra y tế, khám sàng lọc và thu thập thông tin trước khi chuyển lên khu vực tiêm. Sau khi hoàn tất, người được tiêm sẽ vào phòng tiêm. Tại đây, các nhân viên y tế đưa ra các hướng dẫn, cung cấp thông tin về vaccine, hạn sử dụng cho người tiêm. Sau khi tiêm xong sẽ được chuyển sang khu vực chờ theo dõi sau tiêm. Cái ngày hôm nay là cái chiến dịch tiêm chủng diện rộng rất là nhiều. Người ta gọi là cái tiêm chủng vaccine COVID lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. Thì như báo chí thông tin đó, là mình có khoảng 800.000 liều tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế thì chúng ta tiêm nhanh, tiêm trong vòng từ 7 đến 10 ngày là phải xong, hoặc là từ 5 tới 7 ngày. Thì như vậy thì mà tất cả các quận huyện đều tiêm, khi đó thì là rất là áp lực với ngành y tế. Thì riêng Bình Thạnh đó, thì theo chỉ đạo của sở thì chuyên môn đó thì mình sẽ mở 4 điểm tiêm. Và mỗi điểm tiêm nó phải đủ rộng. Thứ nhất là người dân tới được thoải mái cái chỗ lấy xe, có giãn cách để người ta vào, người ta khai báo y tế, rồi người ta khám sàng lọc, rồi chỉ được tiêm và phải sau tiêm. Do đó thì sẽ không lấy các cơ sở y tế hiện tại làm điểm tiêm, bởi vì những cái điểm đó rất là nhỏ. Đúng không? Thì hiện nay chúng ta có 4 điểm tiêm. Một là chỗ sân vận động, là chỗ 2A, chỗ Ban Nhân dân phường 12. Hai là trường Hòa Thám số 6, chỗ vàng Hòa Thám. Ha. Là trường trung học phổ thông đó. Thứ ba là trường Đống Đa, là hai chỗ có đường Võ Oanh, là đường Đê Ba Cũ. Và bốn là cái trường Phú Mỹ ngay chỗ Cao Tốc Tố. Thì mỗi một điểm như vậy bình quân chúng ta sẽ có 10 bàn tiêm. Thì cứ một bàn tiêm như vậy, một buổi mình sẽ tiêm được khoảng 100 người, thì một ngày mình tiêm được 200 người. Thì nếu như một ngày có 10 bàn tiêm là mình tiêm được 2.000 người. Thì nếu 4 như vậy thì một ngày mình có thể mình tiêm được 8.000 người. Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh cho biết, hiện có 4 điểm tiêm gồm sân vận động trên đường Phan Châu Trinh, phường 12, trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, số 6 đường Hoàng Hoa Thám, trường Trung học cơ sở Đống Đa, đường Võ Oanh, trường Trung học cơ sở Phú Mỹ, đường Ngô Tất Tố. Mừng con, mừng lắm luôn, tức là nhận được hồi đêm
ngủ không được. Thế là trong cái sáng đi đi, nó hơi bị nhiều hơn cái lúc trước á, nó rất là nó bị phức tạp hơn. Cái diễn biến dịch của cái thành phố mình đó, đợt này là rất là khá là trầm trọng đó. Ra là cái quan trọng nhất là mọi người là phải giữ cái làm sao đó cho được cái 5K là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa mà nếu mà được tiêm cái vaccine như thế này đó, nó khiến cho người dân rất là an tâm. Dù rằng là trong cái quá trình mình tiêm, kết quả của nó sẽ có những cái phản ứng nặng hoặc nhẹ tùy theo cái cơ địa của mỗi người. Nhưng mà chính phủ mà đã lo được cho dân mà chích như thế này thì đó là một điều hết sức là người dân rất là trân quý cái công việc này. Trước đó, 500 người lao động ở FPT Shopway, khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên. Chiến dịch tiêm chủng dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 27 tháng 6 với 200.000 người mỗi ngày. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.